Thịt dê là thực phẩm được nhiều người ưa thích, rất giàu giá trị dinh dưỡng. Thịt dê chứa nhiều kali, calo, chất béo bão hòa. Không những thế, thịt dê lại có hàm lượng sắt cao. Thịt dê chế biến được nhiều món ăn ngon, song dê nướng cuốn mỡ chài là món ăn mới lạ, khiến ai cũng phải trầm trồ mỗi khi thưởng thức. Món ăn này rất phù hợp cho tiệc Giáng sinh. Để làm được món dê nướng cuốn mỡ chài ngon, chúng ta cần lưu ý những điều sau. Khi mua thịt dê, chúng ta không thể tùy tiện lựa chọn các cơ sở bán không đạt tiêu chuẩn, cũng như luôn phải chú ý về cách chọn mua thịt nhằm đảm bảo không mua trúng các loại thịt bẩn. Dê ngon có lớp da mỏng, thịt toàn nạc và không dày. Màu sắc thịt đỏ, sáng bóng, các thớ thịt đều và chắc tay, khi sờ mềm mịn và đàn hồi nhưng hoàn toàn không dính tay. Khi mua thịt dê, hãy ngửi để tìm mùi đặc trưng của nó. Mùi của thịt dê sống rất khó ngửi, đôi khi làm người khác bị dị ứng. Khi ngửi thịt dê sống, mùi hôi đặc trưng của dê sẽ xộc thẳng vào mũi. Người mua nên yêu cầu người bán cắt đôi miếng thịt dê ra và ngửi thớ thịt phía trong. Đầu tiên thì cách chọn dê thì chúng ta sẽ chọn thứ nhất, thực phẩm dê là phải dê tơ, dê non. Và dê thì ở trên đồi núi. Và đặc biệt thì chúng ta sẽ nói không phải sử dụng các cái dê cấp đông, bởi vì là nó sẽ tạo ra cái độ khô, cũng như là mình ăn vào thì nó sẽ không có mất cái vị ngọt của con dê. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ngon và Lành của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tôi tên là Nguyễn Quang Thái, hiện tại là chủ nhà hàng Dê Vân Xoài, có trụ sở chính tại địa chỉ 38 Nguyễn Bình Khiêm, phường Dũng, thành phố Vinh và có hơn 10 cơ sở khắp cả nước, bao gồm Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai và Nghệ An. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn đặc sắc của nhà hàng và một món ăn có thể nói là bán chạy nhất của nhà hàng. Một món ăn rất là mới lạ, đó là món ăn dê nướng cuốn mỡ chay, rất thích hợp trong dịp Giáng sinh sắp tới. Để làm được món dê nướng cuốn mỡ chay ngon thì chúng ta sẽ chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Đầu tiên thì không thể thiếu là thịt dê. Thịt dê tươi thì nó sẽ, các bạn phải nên nhớ là chọn các phần thịt và phần ngon. Và một lưu ý rất là đặc biệt thì khi các bạn mua thịt dê thì sẽ chọn các cái phần thịt dê tươi, đặc biệt là nói không về thịt dê cấp đông. Và nguyên liệu chính thứ hai là mỡ lợn. Và mỡ lợn thì chúng ta sẽ tạo cái độ béo của chiếc dê nướng cuốn mỡ chay. Và cộng với không thể thiếu là mỡ chai, phần mỡ chai của lợn ấy, để chúng ta bọc phần thịt lại. Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm. Và các gia vị đi kèm gồm có hành tím, tỏi, sả, đậu hành, bột ngũ vị hương, không thể thiếu trong món ăn này. Và cùng với các gia vị rất là đơn giản, gồm có đường, mì chính, hạt nêm, nước mắm và hạt tiêu. Và đặc biệt không thể thiếu dầu mè để tạo cho mùi vị thức ăn thơm hơn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn đến các bạn cách làm món ăn dê nướng cuốn mỡ chay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ băm thịt dê. Sau khi đã băm xong thì chúng ta sẽ cho ra đĩa và bắt đầu chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta sẽ băm mỡ, phần mỡ. Thank you.
Sau khi đã băm xong thì chúng ta sẽ cho ra đĩa và tiếp tục chúng ta sẽ thái các cái gia vị, cũng như là băm nhuyễn các cái gia vị hành tím, tỏi, sả. Sau khi đã băm thịt và phần mỡ xong thì bây giờ chúng tôi sẽ băm các cái phần tỏi cũng như là hành, sả. Trước khi băm thì chúng ta sẽ bóc vỏ tỏi cũng như là sẽ đập dập để cho mình thuận tiện việc băm hơn. Sau khi đã băm tỏi xong thì chúng ta sẽ tiếp tục băm hành tím. Chúng ta sẽ cho ra đĩa này và tiếp tục sẽ băm hành tím. Hành tím thì với 300 lượng thịt thịt dê thì chúng ta sẽ băm với 3 củ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đập dập hành tím để cho việc băm nó thuận tiện hơn. Sau khi đã băm hành tím nhuyễn nhỏ xong thì chúng ta tiếp tục sẽ băm sả. Sả thì chúng ta sẽ nhuyễn thật nhỏ để khi ăn thì chúng ta sẽ không bị sáp. Sau khi đã băm sả xong thì tiếp tục chúng ta sẽ thái các cái đầu hành. Và đặc biệt các bạn phải nên nhớ là phải chọn đầu hành, chứ không được chọn lá hành. Bởi vì đầu hành thì nó sẽ tạo ra cái mùi thơm của cái món ăn đặc trưng của cái món dê nướng cuốn mỡ chay. Đấy, các bạn phải chọn các cái đầu hành. Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả gia vị thì bây giờ chúng ta sẽ vào công cuộc là tẩm ướp để cho gia vị ngấm cũng như là thịt ngấm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho 1.5 thìa hạt nêm. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ cho 1.5 thìa đường. Cùng với thì mình sẽ cho 1/2 thìa mì chính nhé, 1/2 thìa cà phê mì chính. Đấy, với 300g thịt dê thì chúng ta sẽ cho 1/2 thìa mì chính thôi nhé. Cùng với sẽ cho thêm 1 tí tiêu, cũng như là 1/2 thìa tiêu. Đấy. Và không thể thiếu nước mắm để tạo nên mùi thơm của món dê nướng cuốn mỡ chay. Chúng ta sẽ cho 2 thìa cà phê nước mắm. Và gia vị, một ít gia vị bột ngũ vị hương. Đấy. Để tạo nên mùi thơm của cái món ăn dê nướng cuốn mỡ chay. Và không thể thiếu gia vị dầu mè. Và bây giờ chúng ta sẽ trộn các nguyên liệu và các gia vị đi kèm để thấm vào các thứ thịt. Sau khi đã ướp 15 phút để ngấm vào các gia vị cũng như là phần thịt thì chúng ta bây giờ sẽ đi cuốn mỡ chay để nướng. Như các bạn cũng đã biết, đây là phần mỡ chay của con lợn. Chúng ta sẽ chọn các phần mỡ này để chúng ta sẽ cuốn vào các cái một ít thịt cũng như là để cuốn vào đây. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đấy, chúng ta sẽ cắt các cái phần mỡ sao cho cái miếng thịt của chúng ta sẽ không bị quá to khi chúng ta vắt lại từng viên. Nhìn thì rất là cầu kỳ nhưng mà nó rất là đơn giản, làm cũng rất là đơn giản, cũng như là tẩm ướp đơn giản. Đấy, các bạn thấy như này, mình cuốn lại thế này. Đó, mình bóp hai đầu thế này.
Sau khi đã cuộn xong phần mỡ chai thành từng viên thế này thì chúng ta sẽ bắt đầu đi nướng bằng than hồng. Khi nướng thì các cái phần mỡ ở trong phần từng viên này thì nó sẽ chảy ra và sẽ không có mình ăn vào cảm giác sẽ không có cái độ béo. Sau khi nướng 30 phút thì món dê nướng mỡ chai đã hoàn thành và bây giờ chúng tôi sẽ cho món dê nướng mỡ chai ra đĩa. Sau khi chúng tôi đã cho ra đĩa thì bây giờ chúng ta sẽ rắc một ít mè lên trên thịt để cho nó tạo thêm độ thơm của dê nướng cuộn mỡ chai. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian ngắn thì chúng tôi đã hoàn thành xong món dê nướng cuộn mỡ chai và món ăn này rất là thích hợp trong mùa đông cũng như là với cái thời tiết giá lạnh. Khi nướng dê nướng cuộn mỡ chai á thì cái lưu ý đầu tiên là các bạn phải sử dụng, thứ nhất là về sử dụng về than hóa, chứ tuyệt đối là không được sử dụng về than tổ ong nhé, bởi vì than tổ ong thì nó sẽ gây độc và tạo cho cái món ăn nó sẽ mùi nó không ngon. Cái thứ hai là về khi nướng dê nướng mỡ chai thì các bạn phải rửa đều tay để cho thịt làm sao nó chín được trong và nó vẫn sẽ giữ được cái vị ngọt của dê. Theo đông y thì thịt dê có tính nóng, giúp trừ hàn, bổ máu, kích thích vị giác, bồi bổ cơ thể, giúp tăng cường sinh lực. Thịt dê chứa hàm lượng sắt cao. Theo thống kê, cứ 100g thịt dê chứa 3mg sắt, rất tốt cho phụ nữ mang thai vì nó ngăn ngừa bệnh thiếu máu và giúp máu lưu thông. Thịt dê rất giàu vitamin B12 và kali, rất tốt cho tuần hoàn máu. Do đó, người thiếu máu nên bổ sung thịt dê vào chế độ ăn của mình. Nhiều người thường nghĩ rằng omega 3 thường có trong các loài như cá hồi, cá thu. Tuy nhiên, thịt dê cũng là nguồn cung cấp omega 3 tuyệt vời. Axit béo omega 3 được biết đến như một chất giúp cho tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể. Dê nướng cuốn mỡ chài là món ăn mới lạ, hấp dẫn, vị ngọt thơm của dê hòa quyện với các gia vị thơm phức, làm cho món ăn khó cưỡng. Dê nướng cuốn mỡ chài ăn kèm với rau rất ngon, không gây ngán. Giáng sinh đang đến gần, cả gia đình quây quần bên nhau giữa tiết trời đông, cùng nhâm nhi món dê nướng cuốn mỡ chài thì thật là thú vị.